chung là anh rất là ngưỡng mộ mấy bộ phim của anh Dustin. Nói chung là nghe phim Dustin là đến đi xem. Ở đây một bộ phim Cường rất là mong đợi, bởi vì là nó vừa có màn hài và vừa màn hành động, nó xen kẽ nhau. Có lẽ là lời hy vọng nhất là dành cho anh Kiều Minh Tuấn, bởi vì Trang muốn thấy Kiều Minh Tuấn một cái mặt thật là khác. Có những cái màn đánh võ của anh Dustin Nguyễn nữa thì anh hy vọng rằng đây sẽ là một bộ phim mà hài đặc sắc vào năm 2018. À, chào anh Bảy. Thôi gái cho nội. Không thể nào cướp được, mà chỉ có thể đến từ con tim. Đời tôi cô đơn nên yêu ai. Ủa nhìn tức quá, anh đôi mắt của mày tóm. Biết đâu em sẽ yêu nữ hoàng luôn đó. Tên gì? Nữ hoàng. Hài hành động gì thấy cũng hay hết á. Vui. Hài rất là tự nhiên. Đúng rồi. Cái chính là diễn xuất mà tự nhiên người ta không thấy cái phô. Nó mang một cái màu sắc rất là trẻ trung mà nó rất là mới. Và thứ hai là thì bộ phim này thì nó mang một cái ý nghĩa rất là ý nghĩa về nhân văn mà nó cũng có thể là vừa giải trí. Em thấy phim này khá là hay. Kể về cả phần hình ảnh, âm thanh và các diễn viên đóng khá đạt. Em thích nhất là mấy kiểu đánh lộn ấy ạ. Kiểu đánh rất là thật ấy. Không hổ danh đó là kiểu mong chờ nhất là dịp Tết này ấy. Một cái phim rất là vui nè, rất là hài hước và nó rất là đáng yêu. Nó có những cái cảnh mà ở cuối nó làm cho mình rất là feel. Anh thấy quá hay. Anh còn vẫn rưng rưng nước mắt. Cái đoạn cuối nó rất là tuyệt vời. Anh rất là thích. Em cảm thấy rất tuyệt vời khi xem bộ phim này, vừa hài hước vừa cảm động và vừa là hành động hay nữa. Đến này 1 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 luôn. Hãy bùng nổ cùng với phim 7 9 8 10.